Chúc một ngày đầu tuần vui vẻ. Đây, bây giờ Nhiên đi về thì mọi người ăn sáng. Thì Nhiên đọc có rất là nhiều cái comment ở ngoài đấu trường. Thì thật ra thì chúng ta cũng biết được là dân chủ cùi ở ngoài đấu trường thì nó hay có những câu comment không có dùng trí não đâu. Nhưng mà thì để cho mình cũng phải trả lời, mình trả lời theo cái sự mà cho nó công bằng. Thì có một cái nick đó nói là nhà nước, chính phủ Mỹ có cái chuyến bay từ thiện cho những người ở bên Mỹ là đi về lại Việt Nam, nhưng mà nhà nước Việt Nam mình thu mỗi người 2.000 đô. Thì để mình nói nha, không có chuyến bay từ thiện đó nha. Để cho Nhiên chia sẻ luôn là không có một cái chuyến bay từ thiện nào do chính phủ Mỹ tài trợ để mà công dân Việt Nam đi về lại Việt Nam, những người mà Việt Nam đi về lại Việt Nam để mà trốn dịch Covid đâu nha. Đây chỉ là những một trong những cái tin đồn của những người mà đấu tranh thôi, chứ hả không có một cái tờ báo nào mà nói là chính phủ Mỹ tài trợ cái chuyến bay từ bên Mỹ về lại Việt Nam đâu nha. Nên là các anh chị đọc thông tin là phải đọc cho chuẩn xác nha. Còn các anh chị hỏi là tại sao mà thu phí 2.000 đô. Thì cái khoản này là thật ra thì các anh chị có nhu cầu đi về lại Việt Nam để mà tránh dịch. Thì các anh chị tự nguyện, tự muốn đi thôi. Đi thì mình phải bỏ tiền ra, mình bỏ ra chi phí của mình chứ. Cái đó là điều dĩ nhiên rồi. Có chuyến bay của Việt Nam hợp bay qua tới Mỹ đã rước các anh chị về đó là may mắn lắm rồi, để mà các anh chị trốn được cái virus corona. Còn tất cả mọi thứ các anh chị có thấy là nước ở tại nước Mỹ không cho nhập cư vô trong cái thời gian này không, chứ đừng có nói sao mà tính tiền. Thật ra hả, nếu như mà các anh chị không đi không đi thì cũng không ai mà ép, không ai bắt các anh chị hết trơn á. Các anh chị đi về Việt Nam là các anh chị tình nguyện, và đó là cái nguyện vọng mong muốn của những người mà ở bên Mỹ. Bây giờ có rất là nhiều người ta muốn đi mà cũng không được nữa đó. Nhưng mà thời điểm này á, mà đi về Việt Nam á, mà về nhập cư lại Mỹ thì cũng hơi khó khăn nữa. Cho nên là cái khoản tiền phí đó là không phải là chính phủ Việt Nam thu, mà là hãng bay, cái chủ doanh nghiệp tư nhân đó, người ta thu cái khoản tiền phí đó. Cái khoản đó để làm gì? Để cho trả lương, trả nhiên liệu, rồi trả đủ thứ hết trơn á. Người ta làm ăn mà không cho người ta những cái khoản thu vào như vậy thì người ta bán rất xiền sao? Còn chúng ta đi về Việt Nam để làm gì? Tại vì á, thời gian này các anh chị sợ chết, các anh chị đi về Việt Nam. Những người đi về Việt Nam tại vì thấy y tế Việt Nam chữa bệnh rất là tốt, cho nên á, là chọn con đường mà đi về Việt Nam để mà tránh dịch. Thì 2.000 đô đối với tôi á, thì đó cũng là cái chuyện rất là bình thường. Còn các anh chị có quyền từ chối đi. Cho nên là đừng có nói là chính phủ Mỹ từ thiện. Không có cái chuyến bay từ thiện nào đâu nha. Đừng có nói là mấy người ở ngoài đấu trường á, có những cái câu comment. Tại vì khi mà họ coi livestream của Nhiên xong là họ có cái câu comment như vậy. Không có miễn phí đâu ha. Cái miễn phí cái thời gian đầu mới bị dịch á, cho nên là nhà nước mình không còn kinh phí nữa đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ nhà nước mình thu phí đó là hợp tình hợp lý. Nhưng mà tính ra á, là thu phí cái khoản phí của người nước ngoài như vậy á, cũng rẻ hơn so với tất cả các nước. Tất cả các nước khi mà họ chữa cái bệnh Covid này mà chưa biết là có hiệu quả hay không thì mình không có biết ha. Nhưng mà cái tiền viện phí nó rất là cao nha. Còn ở Việt Nam có thu á, thì tôi cá là cũng hả khoảng chừng bằng phân nửa của những cái nước khác thôi, chứ không có nhiều hơn đâu. Nên là các anh chị đi về Việt Nam để bảo toàn cái tánh mạng của mình, chứ Việt Nam á, không ai bắt ép các anh chị phải về, và bên Mỹ cũng không ai bắt ép các anh chị phải về cả. Cho nên cái số tiền mà các anh chị đóng á, để mà về Việt Nam, số tiền 2.000 đô đó là các anh chị có quyền từ chối. 2.000 mắc quá, tôi không về, tôi ở lại Mỹ
đúng không? Mình có quyền từ chối, chẳng ai mà bắt mình phải bắt buộc mình như như thế cả. Nên là các anh chị đừng có đưa những cái tin đó rồi lại đi nói bêu xấu nhà nước Việt Nam cái kiểu đó. Bây giờ có chuyến bay để đi về Việt Nam á, để cách ly, để mà hả chữa được cái, để mà coi như là giữ toàn cái tánh mạng của mình, là đó là một cái đại phước cho mình rồi. Còn ở đó mà tính toán rồi các anh chị ở đây, các anh chị bị nhiễm bệnh rồi, các anh chị chết đi rồi á hả, có giữ được cái khoảng 2.000 đô đó hay không, hay là bây giờ 20.000 đô cũng phải mà bung ra để mà đi về đó, để mà bảo toàn cái tánh mạng của mình. Cho nên là đừng có nói là chiến ở Mỹ làm từ thiện đưa công nhân về Việt Nam, thằng Mỹ nó đâu có ngu như vậy đâu hả, nó đâu có ngu đến mức độ mà nó cho người Việt Nam đi về lại Việt Nam để mà miễn phí cái kiểu đó. Không có bữa cơm miễn phí nào tại Mỹ đâu nha. Còn cái bài báo nào mà các anh chị nói là Mỹ từ thiện đâu, đưa ra cho tôi coi, mà đưa cái link chính thống nha. Còn đưa cái link mà tầm bạ là tôi cũng không có tin nè. Ở đó mà cái hả, khi tôi nói rồi, tôi giải thích ra rồi, các anh chị hả nói tôi là bưng bô cho nước Việt Nam. Tôi là người Việt Nam, tôi chỉ đem đến những cái sự thật cho nước Việt Nam thôi, tôi chả có bưng bô cái gì cả. Cái gì đúng thì đúng. Hiện nay á, tất cả mọi thông tin đều phải minh bạch cả. Cho nên á, về cái dịch Covid này, các anh chị không thể nào mà các anh chị hả nói dối được đâu. Không ai mà bắt buộc về giao hay là bắt buộc là các anh chị phải về đâu. Các anh chị ở đây đi, người dân Việt Nam họ càng mừng nữa đó. Tại vì á, các anh chị đi về tới Việt Nam hả, là đó là một trong những cái sự khó khăn cho đất nước Việt Nam hiện tại bây giờ. Cho các anh chị cách ly á hả, đâu có thu viện phí cách ly đâu. Ăn uống ở trong cái chỗ nơi cách ly á, có người chăm sóc, có người đem cơm tới ăn đầy đủ hết trơn hết rồi hả, kiểm tra rồi định kỳ này nọ, có thu tiền viện phí cách ly đâu. Về tới Việt Nam á hả, là một cái sự khó khăn cho tất cả những người mà hả, nhân viên chăm sóc ở trong phòng cách ly nữa, chứ hả sướng ích gì cho nước Việt Nam. Các anh chị về đó đâu phải là các anh chị về để mà không có các anh chị là không có đủ kinh phí hay là cái này cái kia đâu. Các anh chị về là đem đến những cái sự hả khó khăn hả rất là nhiều. Các anh chị ở lại đây đi, đừng có chọn con đường mà hả đi về rồi lại bê xấu đất, đừng có làm những cái điều đó, ok. Nước dân Việt Nam bây giờ á, nó thật sự mỗi lần mà nghe có một cái chuyến bay nào ở nước ngoài về là hả bản thân của từng người dân á, người ta cảm thấy lo lắng thêm nữa. Không phải là họ ích kỷ, mà là các anh chị ở nước ngoài về tới Việt Nam là các anh chị đem mầm móng bệnh cho các anh chị ở nước ngoài về Việt Nam, đem mầm móng bệnh cho dân Việt Nam. Cho nên á, là hả dân Việt Nam người ta rất là sợ. Về tới Việt Nam đâu có phải là các anh chị về tới Việt Nam là các anh chị là người hả có thể cứu được cái dịch Covid này, đúng không? Và các anh chị lựa chọn về Việt Nam tốn cái khoảng 2.000 đô mua tiền vé đó là bảo toàn cái tánh mạng của anh chị đó, chứ không có bảo toàn ai đâu, không có giúp ích được gì cho người dân cả. Mà bao nhiêu triệu người dân ở Việt Nam mỗi lần thấy chuyến bay về tới Việt Nam thôi là họ cảm thấy rất là buồn. Tại vì họ cũng phải sợ lây nhiễm cộng đồng chứ. Thứ nhất là lây nhiễm cộng đồng, mà vì những người giống như các anh chị á, là đem những cái sự khó khăn cho đất nước Việt Nam thêm nữa. Rồi cuối cùng làm sao? Cuối cùng những người trái chiều đó đi chửi nước Việt mình, đi xuyên tạc sự thật, đi làm bôi nhọ nước Việt, trong khi nước Việt mình, Bộ Y tế Việt Nam mình bây giờ, Bộ Y tế làm rất là, đang làm việc rất là đàng hoàng và hiệu quả. Các anh chị đem mầm móng bệnh về cho Việt Nam. Đợt dịch đầu tiên á, là chuẩn bị là thông báo là không còn dịch hoàn toàn. Tự nhiên á hả, cái người mà bệnh nhân số 17 đi về tới Việt Nam gây ra một cái sự ách chắc. Chứ đến bây giờ gia tăng lên tới hơn 300 người bị. Cái đó đâu phải là do dân Việt Nam bị nhiễm bệnh và lây lan đâu, mà là những người ở nước ngoài
đó, Bộ Y tế và Chính phủ Việt Nam và con người Việt Nam á có cái tình đó hả, tương thân tương ái và nhân đạo, cho nên đón tiếp các vị về tới đó các vị đem đến những cái khó khăn cho đất nước, các vị đừng có nghĩ ích kỷ cái kiểu như vậy, mình nên suy nghĩ cho cộng đồng tí xíu, mình một mình á vì mọi người, chứ đừng để mọi người coi các bạn giống như là người mọi cái kiểu như vậy. Nhưng mến chào lại các anh chị, em mới vô lại nha, chào buổi sáng tất cả các anh chị ở Việt Nam. Thực ra mình đọc những cái comment ở trong đấu trường á, mình cảm thấy những cái con người sống ích kỷ bản thân này á, tại sao lại tồn tại đến mức độ hả, làm bẩn đi cả một cái thế giới con người như vậy. Suy nghĩ không lấp não chút nào hết trơn á, trong khi mình là người Việt. Đó, mình là người Việt Nam, mình phải biết suy nghĩ cho đồng loại tí xíu chứ. Cái khoản chi phí đó, giờ các anh chị ở lại Mỹ, các anh chị bị nhiễm dịch đi, tôi cá hả, cầm 200 ngàn cũng không biết là có thể sống sót được hay không để mà sử dụng 200 ngàn đó nữa. Chứ đừng nói là cầm 2 ngàn đô mua cái vé máy bay mà đi than rồi lại đi bêu xấu Đức Việt mình cái kiểu đó. Có rất là nhiều người có tiền ở bên này bây giờ hả, họ muốn về đó hả, về đó để chữa, để tránh dịch. Nhưng mà bao nhiêu tiền họ cũng bỏ ra nữa. Còn bản thân của mình có cơ hội về, tốn có 2.000 đô mà đi bê xấu nước Việt khắp tất cả mọi ngõ ngách cái kiểu đó. Các anh chị bỏ 2.000 đô đã bảo toàn cái tánh mạng của anh chị á, chứ nước Việt mình chả có lợi lộc cái gì đâu. Đó chỉ là cái kinh phí thôi. Bình thường á, mua vé cũng đã 1.600-1.700 rồi. Mà nếu như mua gấp á, là trong vòng 3-4 ngày hoặc một tuần lễ đi á, cũng phải trên 2.000 trở lên một vé. Thì cái giá tiền đó nó cũng bình thường thôi. Các anh chị có thấy những người mà đi lên cái chuyến bay mà đi về Việt Nam không? Bằng một bộ đồ bảo hộ riêng, cái gì cũng riêng biệt hết trơn á. Những cái khoản đó lấy ở đâu ra? Lấy kinh phí ở đâu ra để mà mua mà những cái khoản đó? Mình phải biết suy nghĩ tí xíu chứ. Sống đừng có ích kỷ bản thân cái kiểu đó mãi. Thật ra nếu như mà Nhiên á, Nhiên mà thu xếp được mọi việc á, mà cho Nhiên đi về cái kiểu đó 5.000 đô Nhiên cũng về nữa, chứ đừng nói 2.000 đô. Về thứ nhất là về mình chịu khó cách ly 2 tuần. Và có thể nếu như á, nếu như mà cảm thấy 2 tuần không bảo đảm, xin thêm một tuần nữa cũng không sao nữa. Nói thật, nếu như bản thân của Nhiên, Nhiên sẽ trải nghiệm những cái điều đó ngay. Nhưng mà mình không có, mình chưa có mà dàn xếp được tiệm tùng ở bên này đó. Mình mà không bị vấn đề tiệm tùng á, mà cho mình đi về 5.000 đô mình cũng về nữa, chứ đừng nói 2.000. 2.000 là cái con số quá rẻ đi. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng đang chú ý, nhiều khi nói chuyện mình đang cao trào quá mình quên để ý. Cho nên tôi khuyên các anh chị đừng sống vì ích kỷ bản thân quá và đi nói xấu nước Việt Nam mình mãi như vậy. Trong cái mùa dịch Covid này á, các anh chị đã làm những cái việc rất là sai rất là nhiều rồi. Mình phải nhìn lại thực tế hiện tại bây giờ trên thế giới đó, bao nhiêu nước bị nhiễm bệnh và họ có khắc phục hiệu quả bằng nước Việt Nam mình hay chưa. Và tất cả mọi người đều mong muốn được về Việt Nam để mà họ tránh dịch. Mình xe bài ra hả, nhiều đấu trường lắm, mà những cái đấu trường đó đều có một vài người vô họ nói mình á hả, cái kiểu đó mình chỉnh lại ngay. Các anh chị có thể ở lại, các anh chị không cần về. Người ơi, người ở đừng về, người về đem bao khó khăn cho đất nước thêm, người ở đừng về. Nếu như mà cảm thấy tiếc cái số tiền đó thì ở lại đây đi, rồi cùng làm việc giống như tôi nè, và cùng á nơm nớp lo sợ cái dịch bệnh nó đến, vừa chống đối vừa chống chọi với kinh tế mà vừa chống chọi với lại dịch bệnh đó. Người ta nói sanh nghề tử nghiệp,
Nó cái có người Việt Nam ở bên Cho Trà đó mở tiệm nail ra và bị lây Covid từ từ người khách rồi đó. Cho nên nó nếu như mà có điều kiện thì cứ sử dụng cái số tiền hợp tình hợp lý. Số tiền đó tôi thấy nó rất là bình thường. Bình thường các anh chị đi về Việt Nam là tốn bao nhiêu rồi, còn bây giờ cái này là mình về để mà mình bảo toàn tánh mạng của mình, mà còn đi ẵng nữa là sao. Mình nhìn sơ qua là mình biết tốn kém như thế nào rồi, một bộ đồ bảo hộ bao nhiêu tiền rồi, ở trên đó họ chăm sóc nữa đó, rất là nhiều sự tốn kém nha chưa. Rồi về tới Việt Nam á, cách ly mỗi ngày phải lo cho 3 bữa cơm, ăn xong các anh chị cũng phải để đó rồi hả. Những người mà hả làm việc, những nhân viên ngày đêm chăm sóc các anh chị có thấy cái cảnh mà bao nhiêu cái chén, bao nhiêu cái dĩa đồ đũa người ta phải rửa không? Người ta ngồi người ta rửa, người ta tình nguyện, người ta vì vì cái chung của nhân loại, người ta vì cái trái tim ấm nồng của con người Việt Nam. Cho nên hả người ta làm tất cả mọi thứ, mà có nhiều người người ta làm người ta không không lấy một đồng tiền công nào cả. Các anh chị có cảm thấy xấu hổ với những người mà rửa chén rửa bát ở trong cái khu cách ly không? Những người mà đi dọn dẹp rác rưởi và những người hả đi dọn dẹp tất cả mọi thứ để mà gọi là lau chùi rồi sanitize đó, đó là diệt khuẩn đó, những người diệt khuẩn rồi đó, những cái công việc đó các anh chị có cảm thấy xấu hổ với họ không? Họ làm tất cả vì điều gì? Vì nhân loại chứ đâu phải vì bản thân của họ. Họ vô đó họ tình nguyện họ làm, đôi khi cái chết nó cận kề với họ đó, đôi khi họ bị nhiễm dịch bệnh rồi sao rồi á hả, họ đâu có sợ những cái điều đó đúng không? $2.000 mà mặc cả, thật sự đúng là cái $2.000 bình thường mua cái vé máy bay đã gần $2.000 rồi, mà bây giờ hả là trong khi tất cả các nước người ta đang á giống như là người ta không có cho nhập cư hoặc là xuất cảnh nhập cảnh gì nữa, trong cái nước mình thì vẫn chào đón, nước mình nó họ vẫn 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 chào đón những chuyến bay về. Mỗi lần chuyến bay về tới Việt Nam là dân Việt Nam lại buồn, rất là buồn, một nỗi buồn hả bao trùm cả một đất nước Việt Nam. Các anh chị đừng có nghĩ là hả các anh chị về tới Việt Nam trong cái thời điểm bây giờ là hả người dân hả là một cái niềm hạnh phúc cho người dân, không có đâu. Một người trở về Việt Nam thôi là đó là một cái sự bao trùm một nỗi buồn cả một đất nước. Họ lo lắng cái dịch bệnh sẽ đến với đại gia đình của họ như thế nào, họ lo lắng lắng hả con virus đó vì một mình các anh chị thôi, mà họ ngủ không yên, ăn không yên và đi làm trong cái sự thấp thỏm. Chứ các anh chị nghĩ là các anh chị đem đi về lúc này là đem đến cái sự giàu sang cho dân Việt à, hay là đem đến cái một cái niềm hạnh phúc cho dân Việt hả? Chuyến bay á, vừa nghe hôm nay có chuyến bay thôi là tất cả mọi người, kể cả bản thân mẹ của tôi và gia đình tôi cũng vậy kìa. Tôi gọi điện về, má tôi kêu với con ơi, hôm nay nghe nói là có chuyến bay bay về Việt Nam rồi, thật là buồn hả, không biết là có người nào bị nhiễm bệnh không rồi lây cho mọi người đó. Các anh chị có thấy không? Rồi những người khác nữa, bạn bè cũng nói nữa, mình đừng có sống ích kỷ cái kiểu đó mãi.